một góc chợ Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Phan rang tháp chàm, nắng vừa ràng, gió vừa phan luôn vậy. Ở đây Cà Ná gió cũng rất là lớn. Gió ghê lắm. Dạ, quá trời ơi, đun gió luôn. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 8 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 2022 và mình đang có mặt ở chợ Cà Ná, xã Phước Diêm, tỉnh Ninh Thuận. Vùng đất của biển, của nắng và của gió. Gió như tạt thẳng vào người luôn á. Rồi, bây giờ chúng ta đi chợ Cà Ná nha. Các bạn, chúng ta vô chợ nha và các bạn thông cảm ha, gió Cà Ná, gió quá trời. Ở ngoài đây thấy chị bán me, bán xoài, bán nhãn. Đây chị. Gió quá trời gió. Gió cuốn dù luôn. Rồi qua đây thanh long xoài nữa các bạn. Dạ. Lát ra mua trái chuối nha. Dạ. Mua giùm chị luôn đi. Dạ. Đây qua đây chuối. Ôi gió quá trời gió. Chị trái này giống như dưa quá. Giống dưa hoàng kiếm quá chị hả? Dưa này dưa gì vậy chị? À, dưa hoàng kiếm đó hả? Cái này nó có màu xanh nha. Qua đây có mảng cầu nè. Rồi gió quá trời gió luôn. Bên kia bán khoai mì. Khoai mì với bánh. Này bánh bông lan hả chị? Này nhiêu cái chị? Cái này 10, cái này 5. À, một cái 10, cái 5. Cái đậu kia giống như là đậu... À, không phải đậu ngự ha. Cho em một cái này coi coi, cái 5.000 này đi. Lấy cái đi. Rồi kế bên bán khoai mì, cái kia là cái này 10.000 ba cái. Ờ, cái đó là bánh gì chị? Bánh mì. À bánh à, bánh khoai mì. Dạ dạ. À. Ok. Rồi. Rồi em lấy cái bánh nha. Cái bánh 5.000 á. Đủ đủ 5.000 ta. Đủ 5.000 trái. Có về nấu với giò heo à. Dạ, cái đây là bánh cam. Cam. Đi tiếp, chỉ mang cái bánh đó như bánh của. Có bánh mới nè hả? Cái này đủ. Cái này giống như su xê nè, đúng không? Bánh su xê nữa nè. Cái kia là bánh ít chừng hả? Đây là bánh ít tôm. Bánh gì? Ít tôm. Bánh ít tôm hả? À, cái đây mới bánh ít trần nè. Đây, giờ mới đưa ra nữa. Đó. Đây là bánh mì. À. À. Ủa sao sáng giờ không để ra? Đâu chị mới tới à. Mới tới hả? À. Ủa sao họp chợ có vẻ nó hơi trễ hả? Chị bán chị hơi trễ. Dạ, rồi. Chợ đi chắc mở tới chiều luôn chị ha. Tới chiều. Dạ. Rồi chợ Cà Ná, ghé vô, bánh rất nhiều. Bánh da lợn. À bánh da lợn luôn. Đó. Dạ, hả hả cái gì thu tiền. Rồi. Rồi. Đây qua đây rau cải ớt, trời ớt đã chưa? À, nhìn xanh mắt luôn. À, các bạn thấy nè đó, gió nó độ như vậy nè. Mình bắt buộc phải giữ âm thanh gốc trong chợ các bạn ha. Hơi ồn xíu đó. Không có cách nào hết, không thôi là thu âm lại rất là dở. Giống như chú La Ba vậy đó. Rồi, xoài, thanh long cũng vậy luôn. Rồi, để chụp cái hình cái đó. À, nhìn qua đây thấy cái chữ chợ Cà Ná nè. À, chợ Cà Ná. Biển Cà Ná rất là đẹp, trong xanh. Rồi đối diện cái chợ bên kia bán bánh bông lan luôn. Vì là rút hay gì đó. Ừ. Tiếp tiếp. Rồi thơm, thơm quá. Có dầu nữa. Chúng ta lại quá. Vậy là khu vực này bán trái cây ha. Chủ yếu là trái cây. Gió tưng bừng. Mình nhúc vô một cái là thấy má luôn á. Đây cổ bán bánh mì. Chuối rất là nhiều. À, đằng kia bán củ sắn. Rồi xe nó chạy qua. Đem quay mấy con ốc cái ha. Chị ốc này ốc gì vậy chị? Ốc này ốc gì chị? Ốc dứa hả?
Bạch Nhớt hả? Dạ. Từ đầu tiên thấy đúng. À. Cái này vậy là ăn được hả chị, chứ là có về phải làm lại không? Ăn luôn á hả? Dạ. Có dài dài nhóc thương không? Dạ. À. Rồi vô đó. Ở đây tới củ sắn nè. Wow. Đằng kia có cái đặc sản như là miếng dông. Cảm ơn chị nhiều chị. Đây, dưa hấu này chắc là dưa hấu trong vườn ra quá. Rồi, dưa leo nữa. Đây, chắc nhà chị trồng. Đây, đằng kia miếng dông, mật ong với trà. Rồi, chè. Chè cũng rất là nhiều. Và đây chị cũng mang ốc nữa nè. Con này giống ốc len dừa quá ta. Sắn. Sắn hả chị? Dạ. Cái con này là con gì chị? Em chép hả? Em chép thì nó hơi lạ. Chép biển mà. À, chép biển hả? Hả? À. Từ đầu tiên nó thấy. Dạ. Cảm ơn chị. Còn cái con này con gì chị? Ốc ngựa. Ốc gì? Ngựa. Ốc ngựa hả? Vô ngựa luôn. Vô ngựa luôn. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Đầu tiên mới biết cái ốc này á. Rồi, qua đây ăn chè. Cô ơi, bán con chén chè cô. Chè này là chè đậu ván hả? Dạ, con lấy đậu ván đi. Nhiều chén cô? 5.000. Rồi, con lấy 5.000 đi. Đây, trong chợ Cà Ná. À. Tỉnh Ninh Thuận. Anh về em bé cháu lòng mua đi. Dạ, em bán cháu lòng hả? Anh em cũng khách thường luôn. Dạ. Dạ. Rồi, để ăn cái chén chè đã. Chè đậu bán rất là ngon. Hạt đậu mùa dẻo các bạn. Thật sự ngon á. 5.000 đồng một chén nha. Đây, chúng ta tiếp tục đi. Ở đây bán bún hay bán gì đó. Ờ, không phải. Rồi, quần áo. Hải dốc. Ở đây bán ốc gì vậy đó. Ờ, cái mít. Dạ, chào cô. Rồi, ổi. Ừ. Gió ơi, gió. Rồi. Tỏi phan rang. Cái gì tỏi cô đơn. Quay chi vậy? Quay về chợ thôi. Cái nào tỏi phan rang có tỏi cô đơn chị? Không ô, có tỏi ấy mà, tỏi cô đơn mà. Gì hả? Rồi, chào chị nha. Có mấy cương, có mấy cương. Dạ. Rồi, qua tới đậu phộng. Rồi, qua tới đây bắt đầu thấy đông. Rồi, cho em qua nha, đây có hàng cá. Đây bán theo rổ rổ rổ. Wow. Em cho anh hỏi cái con cá mà hồng hồng kia cá gì em? Dạ cái nào đây ạ? À? Đọc ra đúng rồi. Cá sơn. Cá sơn hả? À, nó nhỏ hả? Nó nhìn ra đó. Cảm ơn em nhiều nha. Cái này cá này cá gì em? Cá chích. Cá chích hả? À. Cỏ này giống như cá rô phi. Cá nhỏ 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 vậy. Rồi đây, chúng ta đã đi qua cung đường này ha. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà lồng. Chỗ kia là bán mấy con cá nhỏ nhỏ, mấy cá rổ đó. Gió như vậy nè, cũng kiếp chưa. Rồi, thôi chúng ta vô. Đây, bên trong nhà lồng đó. Một. Rồi, đây. Tình không cá rất nhiều nhưng mà hơi đang xử lý cá các bạn ha. Rồi qua đây là con cá rất là lớn. Cá này cá khủng luôn. Cô có hỏi cái con cá này là con cá gì cô? Cá chẽm. À cá chẽm á hả? Dạ, nó lớn. Mới đi.
để đi một thứ ngon nè. Trời ơi. Cũng tự rối luôn. Cái bật điện nhiên tiếng là cô hả? Cái đây 270 ngày ký, cái đây 300. Dạ, cảm ơn cô. Cô sống luôn á. Dạ. Cái này chuyển màu nè. Ngon quá trời ngon. Đây, mực tươi rối trong chợ Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Mà nó còn sống luôn nè. Chuyển màu. Ngon quá trời đã. Ngon quá. Đứng ở góc này nhìn ra các bạn. Đó, gió như vậy nè. Mà thấy nè. Bung dù luôn á. Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Nắng như rang mà gió như phan, phan như mặt luôn. Ở đây mực rất nhiều, tôm ngon. Quá trời luôn. Thấy cái nào cũng muốn mua hết. Rồi, chúng ta nhìn qua đây. Đây là cái chỗ nãy mình quay mực nè. Rồi, lúc qua mấy con cá. Đây đây. Dạ. Con cá này cái gì vậy cô? Cá hoa. Cá hoa. Cá mép. Cá mép. Cá hồng, cá thơm. Dạ. Dạ, cá hồng. Cá này gì chị ơi? Con kia cá gì? Dạ. Dạ, đây bạch tuộc. Còn con cá này cái gì cô? Cá hương. Đây cá mún. À, cá mún, dạ. Cá hương. Dạ, cá hương bên ngoài. Cá dẫu. Cá dẫu. Này là cá bổ biển cô ha. Cá đuống, cá kiếm. Dạ. Cá bắt đầu là cái trái thì cái kiếm cô cái cá kiếm này làm gì ngon cô? Cá kiếm ăn có ăn ướp nước nước chua à có mặn thôi rồi có keo nói chung có dễ ăn chứ. Dễ ăn hả? Có nhiều xương không? Hả? Có nhiều xương không? Không xương không? Mà cô là bán bao nhiêu ký cô? Cái đây 40 à? À có 40 ngàn thôi hả? Cái này 60. À cái gì á? Ờ, vậy nó rẻ hơn so với cá nục với lại cá mặt má hả ta? Rẻ không? Ờ. Mà ăn luôn, mà ăn nhiều thịt nữa. Còn cá lớn thì 100 ngàn. Dạ. Nói chung nó lớn thì nó lớn tiền. Dạ. Cái nhỏ, 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 nhỏ tiền. À. Đây các bạn. Cả một khung luôn ha. Ăn hải sản. Rồi, mình đi ra. Ồ, có cá mốc nữa. Cá bò hôm. Dạ. Đây con cắn này. Con cá này cái gì chị? Cá nhỏ nhỏ này. Cá trù. Cá con trống. Cá trống trống hả? À, cá cung mắt. Dạ. Thôi, đi qua khu vực bán rau củ quả, thấy cũng đông vui các bạn. Dân vùng biển ăn to nói lớn ha. Người miền Tây thì ăn nói ngọt ngào. Đó, bản sắc vùng miền. Rồi qua đây tới bán bánh flan. Đó, như vậy là mình đã đi hết cái khu vực chợ Cà Ná rồi. Ở trong rất nhiều loại cá, rất nhiều loại ốc mình không biết. Khá là thú vị. Cơ bản là có thời gian ở đây mà ở vài ngày mà có người thân có quen á thì họ nấu ăn là ngon. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp về Cà Ná, từ Cà Ná tới Nha Trang. Hơn 9 giờ sáng các bạn. Mình nhớ là vậy. Khá là đông. Dỗ quá chị dỗ.
Thank you.